Theo đó, Fuso đã xây dựng một nhà máy chiến lược gần 10 triệu đô la Mỹ dành riêng cho sản xuất và lắp ráp xe buýt Rosa. Như vậy, lần đầu tiên xe buýt Rosa được lắp ráp bên ngoài Nhật Bản, cho thấy tham vọng của Fuso trong việc tái định nghĩa tiêu chuẩn phân khúc xe buýt hạng trung tại Việt Nam. Fuso Rosa sở hữu thân xe dài 7.730mm, kết hợp cửa sau rộng mở. Đây là một trong những điểm đặc biệt tạo không gian nội thất rộng rãi và dễ dàng di chuyển. Bên trong trần xe cao và ghế ngồi thoải mái, cửa xe có bật lên xuống thấp và rộng, cấu trúc thân xe cứng cáp với chất liệu thép định hình, mang lại trọng lượng nhẹ và độ bền cao. Về sức mạnh, xe buýt Rosa trang bị động cơ tăng áp với 5 cấp số, cho công suất 136 mã lực và mô men xoắn 370 Nm. Tại Việt Nam, Fuso Rosa được phân phối với 4 phiên bản là Business 29 chỗ, Exclusive 22 chỗ và 29 chỗ, cùng phiên bản School 53 chỗ, với giá bán dao động từ 1 tỷ 299 triệu đồng đến 1 tỷ 399 triệu đồng.